Chào mừng các bạn đến với kênh Sáng Tạo DJC. Hôm nay mình sẽ chế một cây phan mini nha các bạn. Phan mini xài vừa phan vừa cắt được nha các bạn. Rồi đây là một cái ống nước 34 nha các bạn. Còn cái này là cái nắp bít 34. Cái này cũng vậy. Rồi đây là một cái công tắc. Cái cắt sạc nha các bạn. Rồi đây mình cái nắp bít này mình phan lỗ sẵn nha các bạn. Đó, rồi mình tiến hành gắp motor vô. Motor này là motor 12V nha các bạn. Rồi mình bắt ốc vô. Các bạn nhớ mua ống nước 34 nha các bạn. Đây là ống nước 34 nha. Mình chế cái phan mini này thì nó tiện dụng lắm các bạn. Có thể mình phan dĩ mạch hay là mài cắt được cũng được. Đây cái đầu của nó đây các bạn. Rồi xong ha. Rồi bây giờ mình hàn 20 giây vô. Đây. Rồi hàng đúng cộng chừng nha các bạn. Đó. Chế cái phan này đơn giản các bạn ơi. Rồi các bạn kiếm cho mình cái motor 12V và cái cốt này là cái cốt 2 ly 2 nha các bạn. Rồi các bạn lên Shopee hoặc Lazada các bạn mua một cái đầu phan. Cái đầu phan này là lỗ của nó chỉ có là lỗ 2 ly 2 nha các bạn. Rồi các bạn đưa dừa vô đây là xong nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ ta sọt dây qua đây. Sọt dây bóng nha các bạn. Đó. Rồi ta kéo dây vô nha các bạn. Rồi đây các bạn cứ đút vô là xong nha. Rồi. Các bạn để sát vào là xong nha. Đó. Rồi. Đây bây giờ ta hàn vô một cái gắt nữa nha các bạn. Cái gắt này là cái gắt để mình xài cho điện DC 12V nha. Rồi. Ta hàn vô các bạn ơi. Tẩm chì vô trước nha. Rồi. Tiếp đến là cái mối này là mối lửa nha. Rồi ta hàn vô cái gắt kết nối nha các bạn. Rồi kế tiếp là hàn vô cái gắt âm nha các bạn. Đó. Đây các bạn đã hàn xong nha các bạn. Rồi ta tiến hành là bắt vô đây. Đó. Bắt vô nha các bạn. Đây bắt vô. Cái gắt này là gắt kết nối điện các bạn, điện 12V nha.
Rồi các bạn đậy nắp vô. À. Rồi xong, bây giờ ta móc ra một cọng dây nha. Cọng dây nào cũng được nha các bạn. Rồi mình móc ra cọng dây đỏ đi. Rồi đây cọng dây đỏ này các bạn. Cắt ra làm hai nha. Mình cắt ra làm hai mình làm công tắc nha. Đó, mình hàn vô cái công tắc này nha các bạn. Đó. Rồi, ta hàn vô công tắc cho kỹ nha các bạn. Rồi, vô xong rồi đó. Rồi, như vậy chúng ta đã tiến hành gáp xong cái phan nha các bạn. Rồi, đây, gáp vô. Đó. Rồi, bây giờ các bạn tiến hành lắp cái đầu phan vô. Đây, đầu phan đây. Rồi, mình dặn lại nha các bạn, dặn lục giác lại. Các bạn lên Shopee đặt mua cái đầu này có mấy chục ngàn nha các bạn. À, xíu cho cứng nha các bạn, để em thôi nó vụt rồi, để chạy với văng ra. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành xài. Một rồi các bạn xài cục nguồn 12V nha các bạn. Đây cục nguồn 12V. Đó, các bạn kết nối vô đây, để các bạn ghim điện vô là các bạn xài nha các bạn. Đó. Rồi các bạn chờ mình để mình lấy cái ổ điện cái. À đây các bạn, mình lấy cái ổ điện ra đây. Đây các bạn ghim điện vô. Đó, các bạn ghim điện vô và các bạn bấm bật tắt lên là nó chạy nha các bạn. À, các bạn chạy chút xíu. Đây, chắc điện nó không ăn hay gì rồi, để mình kiểm tra lại cái nha. Đây các bạn, đây bật lên thử cho các bạn xem. Đó, nó chạy rồi nha các bạn. Đó. Đây chúng ta xài điện này nha các bạn. Còn không thôi là các bạn xài điện 12V nha các bạn, 12V là các bạn xài cục pin cũng được nha các bạn. Đây cũng thí dụ mình có cái cây quạt đi. Đây, cây quạt. Đây là cái cây quạt do mình chế nha các bạn, đây cây quạt này các bạn. Đây, cây quạt này là do mình chế để xài vừa đèn vừa quạt nha các bạn. Đây. Đây mình lấy cái ngõ chỗ sạc của nó này các bạn. Đây cái ngõ sạc của nó đây. Đó, thay vì các bạn không xài điện nguồn này thì các bạn xài trực tiếp từ cái pin luôn nha các bạn. Đây mình có điện từ cái pin nè. Đây, pin này mình cắm vô. Đó, các bạn bật dẫn nó vẫn chạy nha các bạn. Đây. Thấy không? Các bạn bật nó vẫn chạy bình thường. Đó. Rồi, bây giờ mình gắn mũi vô mình test thử cho các bạn xem nha. Rồi đây. Để mình gắn cái mũi phan nha các bạn. Đây các bạn. Đây cái mũi phan đây. Ừ, cái mũi này lớn quá các bạn ơi. Em lấy cái mũi nhỏ chút. Đây. Đấy các bạn thấy không? Đây, mình đã có gắn xong cái mũi các bạn. Đây, chạy nè. Đây, cái mũi nó chưa được sát nha. Cái mũi này nó hơi bự hơn cái lỗ các bạn ơi. Để mình đổi cái đầu khác mới được. Đây, mình đổi cái đầu khác cái. Ở đây nó có nhiều đầu nha các bạn. Các bạn mua một cái bộ đầu khoan này là nó tổng cộng là nó tới 4 cái đầu nha các bạn. Rồi cái đầu này vừa các bạn ơi. Rồi. Đây mình tiến hành gắp vô. Đó.
Rồi xong, tao phan thử cho các bạn xem nha. Rồi các bạn chờ mình lấy cái mặt mình phan cái nha các bạn. Đây các bạn, cái mặt nè. Đây, mình có thể mình phan mặt điện tử đồ được nha các bạn. Đây. Cái mũi này hơi to nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Phan lủng ngon lành luôn á. Đây mình phan đại một lỗ nào nha các bạn. Nè. Đó. Các bạn thấy nó chạy không? Đó. Một lỗ nữa ngon lành ha. Đây. Rồi mình có thể mình gắn đá mài mình mài được luôn nha các bạn. Đá mài đã cắt được hết nha các bạn. Đó. Bây giờ để mình gắn cái đá cắt cho các bạn xem nha. Đây. Rồi mình đổi cái đầu khác mình mới gắn đá cắt được nha các bạn. Đây cái đầu này nó hơi bự nha, mình đổi cái đầu nhỏ vô. Mình mới gắn cái gì đá cắt được. Rồi đây đầu tiên là mình gắn cái cây mài đi các bạn ơi. Đá mài đi. Đây đá mài đây các bạn. Đá mài mình mua một bộ của nó trên Shopee về nha các bạn. Thôi mà đá mài này bự quá. Rồi các bạn chậm chút xíu để mình gắn cái gì cắt vô một cái. Rồi đây mình lấy cái đĩa cắt nha các bạn. Đây cái đĩa này để cắt nha các bạn. Đây mình gắn vô. Rồi dạng này nha các bạn. Đó mình siết vô. Rồi xong. Đây nó chạy này các bạn. Đó. Bạn thấy nó chạy không? Nè. Đó. Rồi. Bây giờ mình cắt thử cho các bạn xem nha. Đây. Cắt cái miếng này nha các bạn. Đây các bạn thấy rõ không? Đó. Cắt ngọt ngọt luôn nha các bạn. Đây mình cắt đứt ra luôn nha cho các bạn xem nè. Rất là tiện lợi nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng để cắt đồ, lặt vặt đồ, linh tinh đồ. Mình chế cái máy này để dành mình xài những đồ linh tinh nha các bạn. Đó. Thấy không? Biết ngồi nha các bạn. Đó, đây mình cắt vô nè các bạn. Ví dụ mình cắt rãnh hay cắt gì đó theo ý mình nha các bạn. Đó. Đó. Các bạn thấy sao? Im không? Đây các bạn. Rồi. Mình chế cái này hoàn toàn mình xài bằng pin nha các bạn. Đây. Cái pin này là mình xài pin pin của cái cây quạt mình do mình chế nha các bạn. Nè, cái quạt này là có đèn có đây, cái quạt này cực mạnh nha các bạn. Cái quạt này rất là mạnh, cái quạt này do mình chế nè. Thì cái quạt này mình giới thiệu luôn cho bạn này, nó có thể là thổi bay quẹt luôn nha các bạn. Đó. Thổi rất là mạnh nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó mạnh không? Đó. Rồi. Cái pin này là pin 12V nha các bạn. Đó, nó là 12V, thành thử ra là mình xài chung với cái cây phan, cây mài, cây cắt này do mình chế được nha các bạn. Đây các bạn thấy nó rõ nè, đây mình xài nè thấy không? Cắt rất là ngọt nha các bạn. Cái này chúng ta có thể cắt sắt, cắt phíp, cắt đồ được hết nha các bạn. Cái này các bạn mua motor 12V về với mua một cái đầu phan về, các bạn chế như mình có cái đầu phan cắt này là dễ xài lắm các bạn ơi. Rồi thôi tạm biệt các bạn. Các bạn xem kênh nếu mà thấy có hay và bổ ích thì các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ kênh mình, để còn mình còn làm ra nhiều cái video khác cho các bạn xem nha các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn.